Chào mừng quý vị khách hàng đã quay lại với livestream của Thẩm mỹ quốc tế Bali, và hiện tại thì chúng ta đang có trong phòng dịch vụ công nghệ cao. Hiện tại thì bác sĩ đang làm công nghệ tái sinh đa tầng fiber film cho một vị khách hàng. Thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một chút là trong quá trình làm chị gặp phải vấn đề gì không nhé? Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, bác sĩ đang làm cho mình thì mình cảm thấy như thế nào ạ? Các bác sĩ đang làm cho mình ấy, thì mình đang cảm thấy rất là thoải mái và không cảm thấy thì lúc nãy ở dưới nhà khi mà bác sĩ tư vấn cho chị Hồng thì chị Hồng cũng rất là e ngại về cái vấn đề sợ đau đúng không ạ? Thì bây giờ là rất là thoải mái, chị không đau một chút nào đúng không ạ? Vâng ạ. Thì em đang thấy là kết quả nó đang rất là đẹp rồi, một nửa gương mặt của mình rất là đẹp rồi. Thì em tò mò một chút là không biết cái hình ảnh của mình trước đây mình gặp phải cái vấn đề mà ho vàng da chảy xệ lâu chưa ạ? Thì cái tình trạng này của mình cũng xảy ra khá là lâu rồi. Thì mình muốn cải thiện cái gương mặt của mình làm sao cho nó hài hòa thì nhất có thể. Bây giờ thì em xin phép là có thể show lại cái hình ảnh của chị cho quý vị khách hàng cùng xem nhé. Và quý vị thân mến, quý vị có thể thấy đấy ạ, đây là hình ảnh của chị Hồng nhé. Trước khi làm công nghệ tái sinh đa tầng fiber film thì quý vị có thể thấy là da của chị nó bị rất là nhiều nếp nhăn tập trung vùng rãnh rồng cũng như là đôi mắt, và hai bên hốc má của chị bị hóp rất là nhiều, khiến cho cái gương mặt của chị già nua, mà trong khi năm nay chị mình chỉ hơn 30 tuổi thôi ạ. Đó, thì hiện tại bác sĩ đang làm công nghệ tái sinh đa tầng fiber film 2021 một nửa gương mặt cho chị. Thì quý vị có thể thấy là một nửa gương mặt đã đầy đặn hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đó, chị ơi rất là đẹp rồi. Thì chị có mong chờ kết quả nửa mặt của mình không? Mình cũng rất là hy vọng sau cái công việc mình rất là hy vọng sau cái sau khi làm nửa tái sinh fiber film này thì khuôn mặt của mình sẽ hài hòa hơn. Vâng ạ, có vẻ là chị Hồng là đang hơi hồi hộp một chút xíu khi mà bác sĩ đang làm nửa mặt cho mình. Thì chị ơi, chị cứ thả lỏng ra nhé, và một chút nữa thôi bác sĩ làm xong thì mình sẽ được xem cái kết quả nửa mặt của mình nhé. Vâng ạ, vậy thì em mời chị có thể nhắm mắt để bác sĩ làm tiếp cho mình. Và quý vị thân mến, một chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ được xem kết quả cả mặt của chị Hồng sau khi làm công nghệ tái sinh đa tầng fiber film 2021. Hẹn gặp lại quý vị trong ít phút nữa nhé.